Các bác muốn đàn vật nuôi nhà mình xuất chuồng sớm đồng thời giảm chi phí thức ăn chăn nuôi, hãy sử dụng cho em sản phẩm ô béo siêu tốc. Ô béo siêu tốc này có chứa axit amin giúp đàn vật nuôi nhà mình kích thích tăng trưởng, tăng trọng nhanh, rút ngắn thời gian chăn nuôi, hồi phục nhanh sau khi mới ốm dậy. Và khi sử dụng sản phẩm này, heo và đàn vật nuôi nhà mình sẽ tăng cân, nặng cân, đẹp mã, dày lườn, đỏ tích, mượt lông, đồng thời tăng sức đề kháng, hạn chế tình trạng bệnh tật trong quá trình chăn nuôi. Khi các bác sử dụng sản phẩm này thì sẽ trị được tình trạng heo xù, lông còi cọc này do thời tiết này, ăn uống kém này, không tăng cân, không nặng cân. Các bác bổ sung cho em sản phẩm bộ béo siêu tốc này nhé. Sản phẩm này thì không chất cấm, không chất độc hại. Khi các bác ngưng sử dụng thì heo cũng không bị hao hụt cân. Và sản phẩm này sẽ giúp đàn vật nuôi nhà mình hấp thụ từ từ, ăn khỏe, lớn nhanh và nhiều nạc ít mỡ, rút ngắn thời gian chăn nuôi và tăng trọng nhanh. Nếu các bác nào quan tâm đến sản phẩm vỗ béo siêu tốc thì inbox Alo Phương Linh tư vấn nhé. Chúc các bác chăn nuôi thành công.